Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm nhà khoa học nha các bạn ơi. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm con ngựa xinh xắn. Xin chào hai em. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm con dê con nha. Chào hai em. Xin chào em. Chào em. Xin chào. Xin chào em. Em rất vui khi được em chào em nhé. Em đang làm gì vậy? Em đang làm gì vậy? À ok, cảm ơn em. Em đang ở đâu? Em là người đâu? À anh là Hà Nội. Em đã từng anh là Hà Nội. Em đã từng ra Hà Nội hay là ra Bắc Ninh chưa? À anh ở ngoại thành Hà Nội thôi chứ không phải nội thành đâu. À không, ngoại thành là ví dụ như Đông Anh, Sóc Sơn hay là ngoại thành ấy, chứ nội thành nó chỉ là mấy quận là trong Hà Nội thôi. Em sinh năm bao nhiêu? Ngoài 2000 thì đi làm rồi đúng không? Thì chắc là làm luôn ở trong Thanh Hóa luôn này. À bọn anh thì ngoài này thỉnh thoảng hay đi vào Sầm Sơn du lịch thôi, không. Và Sầm Sơn vợ. Mạng của em yếu ạ. Mạng của anh. Anh thì nghe của em thì rõ nhưng mà thấy hình ảnh của em thì hơi mờ thôi. À ý là em nhìn của anh cũng mờ. Em có nick Facebook không? Để nếu mà có thể thì cho nick Facebook nói chuyện dễ hơn. Tại vì ở đây anh thấy nó chỉ là cái cơ duyên gặp nhau thôi, chứ không nói chuyện nhiều đâu. Khả năng em đưa cái ảnh đó, em đưa cái ảnh lên cho anh xem thì nó sẽ dễ hơn. À em xem nào. À có nhờ.
Ở đây thì anh này chị à. Anh thấy hình như là cho số điện thoại rồi sau kết bạn thì nó sẽ hợp lý hơn này. Vậy vậy em cho anh số điện thoại đi, sau anh gọi mình sẽ tìm một cách nào đó để kết bạn. Là số điện thoại như thế. A 0 3 6 6 3 6 à? Ok 10 số. Ok anh nhận được rồi. Như vấn đề đây nói chuyện được không? Vấn đề đây nói chuyện được không? Ô, sao đi làm tầm này? Đi làm gì? Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm gì đây? Và đây là sản phẩm mình sẽ tô màu nha các bạn ơi. Sản phẩm khủng long cute này các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm con sâu đôi nha. Xin chào tất cả các bạn. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm con lặn béo nha các bạn ơi. Xin chào hai bé. Chào hai nhóc nha. Hai nhóc không chào lại à? Chào bé. Chào em. Chào bé. Bé làm gì vậy? Nhìn bé xinh gái thế nhỉ? Hả? Bé xinh gái quá. Bé là người đâu? À, Tuyên Quang à? Xuống Hà Nội không? Xuống Bắc Ninh không? Anh sinh năm 2000. Em sinh năm 2000, em sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm bao nhiêu? Hả? À, 29 à. Còn đi học nữa không? Tưởng không đi học thì đi xuống dưới này làm việc, nhiều công việc làm ra tiền lắm. Ở dưới dưới này ở à, trên đấy xuống đây đây làm nhiều mà toàn công việc nhiều tiền thôi. Làm mỗi tháng được 20-30 triệu đấy.
Làm công dân hay làm cái gì chả có à? Có hết đấy. À, như vậy là sản phẩm khủng long cute của mình đến đây là kết thúc rồi. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Còn đây là sản phẩm con sâu đo của mình cũng đã hoàn thành. Mình xin chào tất cả các bạn. Sản phẩm con lặn béo của mình cũng đã hoàn thành. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Chào bạn.